cùng các bạn. Ở video trước, AMVNX đã giới thiệu đến các bạn một ngôi trường nội trú dành cho nữ sinh. Ngày hôm nay, chúng mình cùng đến thăm trường Georgia Preparatory School, một ngôi trường dự bị đại học dành cho nam sinh nhé. Trường dự bị đại học Georgetown là một ngôi trường được thành lập năm 1789, tọa lạc tại bang Maryland, Mỹ. Trường nằm gần thủ đô Washington DC và nổi tiếng là có lịch sử lâu đời về giáo dục các nhà lãnh đạo chính trị và chính phủ Mỹ. Georgetown là trường nội trú công giáo lâu đời nhất ở Mỹ, dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, với gần 500 học sinh đến từ 13 tiểu bang trên nước Mỹ và 23 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Quy mô và sĩ số lớp học nhỏ cùng sự tham gia của giáo viên vào việc học thúc đẩy bầu không khí học tập và sự tập trung của học sinh. Trường có 60 giáo viên với 85% có trình độ sau đại học. Trường cung cấp 25 lớp học AP. Các em học sinh tham gia trung bình khoảng 4 lớp học AP thì đến 80% được nhận học bổng từ các trường đại học. Một loạt các môn học tự chọn được giới thiệu tới các em học sinh, giúp các em theo đuổi đam mê của mình. Mục tiêu của chương trình học tại trường là cung cấp các khóa học để có sự chuẩn bị vào đại học tốt nhất cho các em học sinh. 100% học sinh của trường đều được nhận vào các trường đại học. Trường có trung tâm học thuật hiện đại, cùng cơ sở vật chất tiện nghi, phục vụ đời sống sinh hoạt của học sinh. Phòng thu âm được trang bị đầy đủ các thiết bị. Ngoài ra, còn có phòng chiếu phim, bể bơi, phòng tập tạ rộng 6.000m², đường đua trong nhà dài 200m, và sân cỏ nhân tạo với đầy đủ thiết bị chiếu sáng theo quy định. Trường luôn khuyến khích học sinh của mình tham gia các hoạt động ngoại khóa và các câu lạc bộ thể thao. Vì thế tại đây có rất nhiều câu lạc bộ thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chày, bóng bầu dục, bơi lội, đấu kiếm. Là một ngôi trường có tỷ lệ cạnh tranh cao, các bạn du học sinh muốn theo học tại trường sẽ phải chuẩn bị vốn tiếng Anh lưu loát và hoàn thành một bài kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin hơn nữa về trường Georgetown hay có bất cứ lo lắng gì về việc chọn trường nội trú thì hãy liên hệ với AMVNX ngay nhé!